Dạ em chào anh ha. Dạ em chào tất cả bà con của kênh LTK. Em xin giới thiệu ha, em là tên Luân ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thì số điện thoại em là 0907 214139 nha. Bữa nay bắt đầu em sẽ giao lưu với bà con là cái lô giấy. À, giấy này là giấy cái bằng tím tuyết nha bà con, và ngũ sắc ha, và trang. Rồi để giao lưu cây số 1 ha. Em sẽ báo cái thông số cho bà con biết nha. Cây số 1 là cây tím tuyết nha bà con ha. Cây tím tuyết nha. Cây này chiều cao của nó là 60, chiều ngang của nó là 1 mét, gốc cái này là 13. Cái này em vô luôn là 850.000, em ship luôn chậu luôn ha. Tím tuyết này giống mới nha bà con ha, nó có la lai hai nhánh phất hồng nha bà con. À, 850.000 bao gồm phí ship ha, ship nguyên chậu luôn nha. Rồi xuống cây ha. Rồi tiếp theo đó là cây ngũ sắc nha bà con. Này em sẽ quay nguyên lô giấy nha bà con, chủ yếu là ba lô này là lô giấy ha, trang thì ít thôi ha. Rồi cây này là gốc Mỹ 5 màu với Thái. Cây này chiều cao là 1m2, ngang 95, gốc cây này là 20, cây này là 1,2 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Cây này đủ 5 màu hết nha bà con nha. Cây này bắt đầu nó mới đang ra ha, đang ra nha bà con nha, đủ 5 màu hết ha. Gốc Mỹ, gốc Thái nha bà con ha. Rồi cây số 2 1,2 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. Xuống cây ha. Rồi tới cây số 3. Cây số 3 này rất là đẹp nha bà con ha, nhưng mà có cái là bông nó chưa nở hết nha, nó đang búp bông đều cây luôn nha bà con. Gốc Mỹ quái đẹp luôn nha. Cây số 3 chậu lớn, cây này vô chậu lớn rồi ha. Cây này là cây số 3 là cao 1m350 ha, chiều cao là 1m05, gốc cây này là 15, cây này có giá là 1,3 triệu, bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cây này rất là bông nhiều ha. Vừa rồi có số bà con hỏi là về nó bông nó ngay Tết không, nhưng mà giấy này thì nó thật ra nó rất là dễ bông nha bà con ha, đặc biệt là lúc cái mùa khô này nha. Mùa khô này thì lá nó già, lá nó già mình chỉ bỏ nước nó khô là tứ lại nó ra bông nha bà con ha. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây số 4 của mình ha. Cây số 4 cũng là cái giấy 5 màu luôn nha. Cây này chiều cao của nó là 1m1 ha, ngang 80, gốc cây này là 13, cây này có giá là 1,2 triệu, bao gồm phí ship luôn ha. À, cây số 4 giá 1,2 triệu, bao gồm phí ship luôn. Rồi cây số 4 nha bà con ha. Rồi xuống cây ha. Tới cây số 5 nha bà con. À, cây số 5 đang nở bông rất là gộ nha bà con. Rồi cây này chiều cao của nó là 1m2, ngang 85, gốc cây này 16, cây này có giá 1 triệu ha. Cây này 1 triệu nha bà con ha, gốc rất là lớn nha bà con. Gốc Mỹ rất lớn nha. Rồi xuống cây luôn ha. Tới cây số 6. Cây số 6. Cây này khi mà nó nở ra là cây rất là đẹp nha bà con. Cái này đang búp ha, mà búp đều cây luôn nha. À, cây số 6 cao 1m2, ngang 75, gốc cây này là 14, cây này có giá là 900.000. Cây này nở ra là rất là đẹp nha bà con ha, tại chưa nở lắm nha. Màu vẫn đủ 5 màu luôn nha bà con nha. Rồi cây số 6 900.000 nha bà con ha. Rồi tới cây số 7 nha. Cây số 7 rễ nơm nha bà con, đế nơm rất là đẹp ha, quái nha. Cái này về vô chậu lớn căng ra rất đẹp. Cây này là chiều cao 1m1, ngang 75, gốc cây này 12, cây này có giá là 950.000 nha bà con. À, 950.000 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây số 8 nha. Cây số 8 cây này chiều cao là 1m2, ngang là 95, gốc cây này 14, cây này có giá 1 triệu nha bà con ha. Chịu là cũng bao gồm phí ship cho mình luôn nha. Cái này đang nguyên chậu luôn ha bà con ha. Đó, đang bông gì nè bà con, rất là đẹp ha. Rồi xuống cây luôn ha. Đây em có về cái lô hàng chậu này, tàn rất là dày, cây rất là già luôn nha bà con, tàn dày. Đó, gốc nó không được lớn hung nha, nhưng mà cái tàn cây nó rất là già, rất đẹp nha. Cây số 9 chiều cao của nó là 95, ngang là 90 ha, gốc cái này 13, cái này có giá là 1 triệu,
1 triệu là cũng bao gồm phí ship luôn nha bà con ha. Cái này dạng là một cốt thẳng nha bà con ha. Lên tới đây mới đưa mới nhánh ra, cây này rất là lô này đẹp nha bà con ha. 1 triệu bao gồm phí ship luôn ha. Tàn tròn dày xuống cây ha. Rồi, tiếp theo là cây số số 10 nha bà con ha. Tại trong cái chậu đen này nó không vững, mà để vô chậu này cho nó dễ nhìn nha bà con ha. À. Rồi, cái số 10 này là chiều cao của nó là 1m nha, ngang 70. Gốc cái này 12, cái này có giá là 950 nha. 950.000 bao gồm phí ship luôn ha. Nói chung là nó đang ra màu nha bà con, đủ màu hết, bao đủ 5 màu luôn nha bà con nha. Cây số 10 950 bao gồm phí ship, rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi cây số 11. Cây số 11 này là chiều cao của nó là 90, ngang 80, gốc cái này 12, cái này có giá là 850.000. 850.000 bao gồm phí ship luôn ha. Nói chung bên này cũng đủ giá bà con, rất là dễ chơi nha. Từ triệu 3, triệu 2, triệu 1, 900 mấy cũng có, 800 mấy cũng có luôn nha bà con nha. Rồi có một số em có về được mấy lô cẩm thạch nha bà con, cẩm thạch bonsai ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi cây 12 nha bà con ha. Cây 12 chiều cao là 1m, ngang là 70, gốc cái này là 11, cái này cũng giá là 850.000 luôn nha. Bao gồm phí ship luôn ha. Đó, cái này đủ màu luôn nha bà con nha. 850, ship nguyên chậu luôn ha bà con. Em đọc lại số điện thoại của mình nha, số điện thoại em là 0907214139 nha bà con, đó là số Zalo luôn ha. Rồi mình xuống cây luôn ha. Cây này xum xê nha bà con, tàn dày ha. Cây số 13, cây này chiều cao là 90, ngang cũng 90 luôn ha, góc 14 nha. À, cây này có giá là 1 triệu luôn nha bà con nha. Đây, cây nó tàn này rất là dày nha bà con, xum xê luôn ha. Trong chậu đen thì có vẻ cây nó không có đẹp lắm ha. Bây giờ mình thay chậu nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 14 nha. Cây 14 này là chiều cao 1m3, ngang của nó là 1m, góc 15, cái này có giá là 1 triệu 1. Đây 1 triệu 1 bao gồm phí ship luôn nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 15 nha bà con. Cây 15 này là chiều cao nó 90. À, chiều cao gì là 90, ngang 90 luôn. Cây này tương đối tròn ha, gốc cây này 13, cây này có giá là 850 luôn nha. À, 850 bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Cây 16. Cây 16 cái lô này giống như cây nãy em nói là cái cây trong lô chậu một cốt lên tàn tròn nha bà con, cây rất đẹp. Cây này chiều cao của nó là 1m, ngang 85. À, gốc cây này 12, cây này có giá 1 triệu 1, cây này rất là dày tàn nha bà con, dày mà tròn nữa ha. À, cái này rất là đẹp ha. 1 triệu 1 bao gồm phí ship luôn ha. Cái này em ship nguyên chậu cho bà con luôn nha. Rồi, xuống cây luôn ha. À, cái này là một cặp nha bà con nha. Rồi cái này chiều cao của nó là 90, ngang 80, gốc cái này 11 nha. À, cái này có giá 1 triệu. Triệu là bao gồm phí ship luôn ha. Gốc mấy cái này đơn giản nhưng mà tàn rất là đẹp ha. Rồi mình xuống cây nha. Rồi cây số 18 nha bà con. Cây số 18 chiều cao là 1m1, ngang 90, gốc cây này là 15. Cây này có giá là 1 triệu luôn ha. Mấy cái này là gốc lớn, rễ lớn luôn nha bà con, gốc Mỹ rất là đẹp ha. Nhưng mà tàn thì nó không đẹp bằng những cây gốc tàn tròn hồi nãy. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cây 19 nha. Cây 19 là chiều cao 85, ngang 80, gốc cây này 12, cây này có giá là 850 luôn nha. 850.000 bao gồm phí ship luôn ha.
Rồi xuống cây ha. Rồi giấy 5 màu của mình hết nha bà con. Bây giờ mình tới cẩm thạch ha. Cẩm thạch em được mấy cặp nha. Cây 20 là cây cẩm thạch nha bà con. Dây gốc Mỹ ghép cẩm thạch ha. Chiều cao 1m, ngang 60, gốc cây này 12. Cây này có giá là 700 ngàn. 700 ngàn nha bà con. Cây này 2 mâm ha. Tàn tương đối cũng đẹp nha. Rồi 700 ngàn bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 10, cây số 21 nha. Rồi cây số 21 cao 1m, ngang 70, gốc cây này 13. Cây này có giá là 750 ngàn. Cây này tàn tròn nha bà con, đẹp ha. Rồi 750 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tới một cặp bonsai, bonsai giấy cẩm thạch nha bà con. À, cây này thì nó em bỏ vô chậu mũ nha bà con, chứ này là chậu đá. Chậu đá mình sẽ gửi đi sẽ bị bể ha. Cái này nữa em sang qua chậu mũ nha. Cây 22, cái này cao 80, ngang 60, gốc cái này 13 ha. Cái này có giá là 850 ngàn. Gốc rất là quái nha bà con. Rồi mình xuống cây luôn ha. Là một cặp tương đối cũng giống nhau nha bà con, cây 23. Cái này cũng đồng giá luôn ha, đồng giá là 850 ngàn luôn nha. Cái này chiều cao nó cũng tương đối bằng nhau, cao 80 ngang 60 luôn, nhưng mà gốc nó tới 14 nha. Gốc này lớn hơn gốc kia ha. Gốc này lớn hơn gốc gì rồi nha. 850 bao gồm phải ship luôn nha bà con, cây 23. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tới cây 24 ha. 24 cây mini nha bà con. Rồi cây này chiều cao là 50, ngang 40, gốc cây này 12, cây này có giá là 300 ngàn. 300 ngàn nha bà con. Rồi mình xuống cây ha. Tới cây 25. Rồi cây 25 là cao, chiều cao của nó là 85 nha, ngang 70, gốc cây này 11 ha. Này có giá là 500 ngàn. Rồi 500 ngàn nha bà con, cây mã số 25. Rồi mình xuống cây luôn ha. Rồi em còn cây giấy màu nha bà con. Cây giấy màu. Rồi cây giấy màu 26 ha. Cây này chiều cao là 85, ngang 80. Gốc của nó là 20. Cây này có giá là 600 ngàn bao gồm phí ship. Cây này là cũng clip gì rồi nha bà con. Em còn cây thôi, em bán xong chưa rồi. À, bán thu hồi lại vốn nha. Bán 600 ngàn. Rồi cây này cũng chậu đá. Em sẽ bỏ qua cái chậu mũ cho mình luôn nha. Cái này rất là lớn nha bà con ha. Rồi mình xuống cây ha. Rồi tiếp theo là cặp hồng phấn nha. Hồng phấn lá chung nha bà con ha. Cái này là em còn hồng phấn lá chung nè nha. Mỹ hồng ha. Với lại trang vàng, với lại cái trang cặp trang 5 màu nữa nha bà con. Em còn cặp trang ngũ sắc nữa nha. Rồi cây 27. Cây 27 là chiều cao của nó là 50, ngang 50 luôn, gốc 8. Cái này có giá là 600 ngàn nha bà con ha. À, lô này của em thì có nhiều nha bà con. Rồi mình xuống cây luôn ha. À, em về lô này cũng tương đối nhiều nha. Rồi cái này là cây 28. Cây này là chiều cao 50, ngang 55, gốc 7. Cây này cũng giá là 600 ngàn, bao gồm phí ship luôn nha. À, hồng phấn lá chung nha bà con. Tàn tròn tròn mà rất là dày tàn nha. Rồi tới cây trang vàng nha bà con. Trang vàng em cũng có một cặp luôn nha. À, trang vàng 29 nha. Cái này chiều cao là 1m05, ngang 65. Gốc cây này là 18 nha. Cái này có giá là 700 ngàn. Cái này cái củ rất là đẹp nha bà con ha. Một cốt không có thoát thân nha bà con. Một cốt cây này thì không có thoát thân, nhưng mà cái củ nó rất là lớn, rất đẹp nha. 700 ngàn là bao gồm phí ship luôn ha. Cái này là bó bầu nha bà con. Nào mình nấu cho nó gõ nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 30 ha. Cái này mình chiều cao 1m1, ngang 70 ha. À, gốc cây này là 13. Cái này cũng có giá là 700 ngàn. Một cặp nha bà con. Cặp này cũng tương đối cũng giống giống nhau ha. À, cây này thì thoát thân nó lên được hơn nửa gang tay nha bà con. À, 700 ngàn bao gồm phí ship luôn ha. Cái này cũng bó bầu luôn nha. Rồi mình xuống cây ha.
Rồi tới Mỹ Hồng nha bà con. Mỹ Hồng em có một cặp ha. Cây 31. Cây này chiều cao là 1m25, ngang 95, gốc này là 9 nha. Cái này có giá là 850.000. À, một cốt ha, hàng thường chậu hết nha bà con. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây 32 nha. Cây 32 Mỹ Hồng luôn nha bà con. Cây 32 chiều cao 1m3, ngang là 1m, gốc là 9 ha. Cái này cũng giá là 850.000. Tàn rất là đặc tàn nha bà con. Rất là dày tàn luôn ha. Một cốt, hàng thường chậu hết nha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi tới cặp trang 5 màu nha bà con. Cái này thì nó chưa ra gỗ nha, tại bắt đầu nó mới búp thôi. Đây là màu tím sen nha bà con ha. Đây là màu đỏ cà gót ha. Ở đây là vàng nha bà con. Vàng thường đỏ nha, vàng đỏ nha. Rồi có vàng nghệ luôn nha bà con ha. Nói chung là cái cây này là thêm cái màu Mỹ Hồng, ý cái hồng phấn của nó nữa. Cái này tới 6 màu luôn nha bà con ha. Nhưng mà giờ nó chưa lên đủ 5 màu. Nó chưa lên đủ màu ha. Cái này thì mình nói là ngũ sắc là 5 màu ha, chứ cái màu thân, màu gốc của nó là 6 màu ha. Tức là màu vàng và màu đỏ, màu vàng cam, màu nghệ. Rồi xuống cây đi. Đây nha bà con ha. Khi cây này đậu lên thì mình đã thấy như gì thì mình thấy ha. Cái này là cam, cái này là cà gót ha, cái này là vàng thường, cái này là đỏ nha, cái này là màu tím tím sen, còn màu đỏ nghệ và màu hồng phấn nữa nha bà con ha. À, cây này là cây 34, cây này là chiều cao của nó là 85, ngang 45, góc 7, cái này cũng giá là 850 nha bà con. Cây nãy em có quên nói giá hay sao, cây cặp này là 850 bằng giá ha. Rồi hồng phấn thằng tròn nha bà con. Mini nhưng mà cây rất là dài, gốc lớn nha. Rồi cây 35, chiều cao 70, ngang 75, gốc cây này 16, cây này có giá là 650 nha. Rồi 650 bao gồm phí ship luôn ha. Tiếp theo là cây 36 ha. 36 là chiều cao 85, ngang 75. Gốc cây này là 15. Cái này cũng giá là 650 luôn nha bà con. À, cái này mình vô chọc kiểu mình cắt sát một thùng này nó mới đưa củ lên nha bà con. Cái này có củ đế rất đẹp ha. Rồi 650 luôn ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi em cũng giao lưu, thật ra là không, cây này á là cây em bị bơm hàng nha bà con. Khi mà bơm hàng cây nó về vẫn còn như vậy nha. À, tàn lá con gì nó có rụng chút đỉnh thôi chứ không ảnh hưởng gì hết. Bữa nay em cây này lúc clip trước thì em vô luôn tới 850, mà cái này ai đấy em sẽ để là vốn 750 nha. Cây này số 37, chiều cao của nó là 1m05, ngang 1m, gốc cây này là 11 nha. Cái này có giá là 750.000. Tất nhiên là em cũng không muốn like cây này đâu, tại vì em để cho bà con thấy, tức là cây trong quá trình vận chuyển đi á thì nó sẽ rụng lá bớt như vậy ha, chứ cây thì không sao. Về mình vô chậu, mình sang chậu mình sửa cây lại ha bà con ha. Rồi mình xuống cây luôn nha. Em còn là hai cặp đỏ nữa là hết clip nha bà con. Trang đỏ ha, này là trang đỏ bụi mà tàn tròn. À, tàn nó cũng rất là đẹp nha. Cây này cây 38 là chiều cao 90, ngang 85, cái này là bụi ha. Cái này có giá là 550 nha bà con, bao gồm phí ship luôn ha. Trang đỏ lá nhỏ, cây này cũng rất là đẹp nha. Rồi 550 bao gồm phí ship luôn nha bà con, bụi ha. À, rồi mình xuống cây luôn ha. Lại đi. Đây là cây 39 nha bà con ha. Đây là một cặp luôn nha bà con. Cây tàn rất là tròn ha. Cây này chiều cao của nó là 85, ngang 90. Cây này cũng đồng giá là 550 bao gồm phí ship luôn ha. Đây 550 bao gồm phí ship, cái này dạng bụi luôn nha bà con nha. Bụi nhưng mà đặt được cái là tàn rất là dày ha, và tròn luôn nha. Rồi xuống cây ha. Rồi tất cả cái cặp trang đỏ lá nhỏ một cốt này là cặp cuối clip của em luôn nha. Rồi cặp cây này cây 40, cây 40 và cây 41 là cây cuối clip. Cây này cũng tàn tròn nha bà con ha. À, nhưng mà cây rất là già.
Cây này là 1m2, chiều cao là 1m2 nha, ngang 1m, gốc cây này 15, này có giá là 750.000. 750.000 là bao gồm phí ship luôn nha bà con. Cái này tại nó chưa ra bông ra gỗ ha, mình nhìn thấy nó không đẹp lắm ha. Cây này là một cốt luôn nha bà con, hàng thuần chậu hết ha, xuống cây ha. Lại đây, nó giờ bên kia. Rồi, cây số 41, cây này là cây cuối clip của em nha. Cây trang đỏ luôn nha bà con ha. Trang đỏ tàn tròn. Khi mà nó ra bông nó sẽ điều cây nó sẽ tàn, nó sẽ đẹp lại nha bà con ha. Cái này chiều cao cũng 1m2 luôn nha bà con, ngang cũng 1m luôn nha. À, gốc cây này là 14, cây này cũng có giá là 750.000 luôn nha. Một cốt ha. Hàng thuần chậu hết nha. Rồi 750.000 là bao gồm phí ship, mấy những cái này em sẽ bó bầu nha bà con. Rồi cái này cũng là cây của clip của em ha. Em rất cảm ơn bà con đã tin tưởng và ủng hộ em trong các clip vừa rồi nha. Em cũng rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con. Em đọc lại số điện thoại của em ha, 0907214139. Đó cũng là số Zalo luôn nha bà con. Dạ em kính chào bà con.